Chúng ra coi mấy gái. Vô. Mấy gái cầm cho anh cái coi. Cái này là dân tới miệng rồi đó nghe. Cái gà nó chạc. Gà nó chạc làm sao mà còn cầm cái dĩa trên tay không? Nó rầy, đây đây cho ba. Nó bị mẹ đây. Đây muối tiêu. Không có muối tiêu này ơi, có muối ớt không à. Nè. Thì rất là mát nha mọi người.